cái mối tình mà dài nhất của em được bao lâu? Dài nhất được 19. Gu của em là gì? Hồng Hải Nhi anh ạ. Sắc mẹ luôn. Lái chị, em muốn lái chị, em muốn lái chị, em muốn lái chị, em muốn lái chị. Mình quen người yêu mình được khoảng được 2 năm rưỡi đấy. Hai bạn yêu nhau được bao lâu rồi ạ? 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi. Ảo thật đấy. Hai bạn yêu nhau được bao lâu rồi ạ? Quen yêu nhau được 7 ngày. Ơ 7 ngày. Em muốn nói điều gì với cả người yêu của mình? Em chỉ muốn nói là em rất yêu chị. Mình cũng lại yêu chị luôn. Thần tiên tỷ tỷ này là hơn em bao tuổi đây? Thì là 2001, em thì 2006. Thật là vãi trưởng. Và em chỉ mong chế yêu em lâu và mỗi đêm 3 cái là được rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của Hà Hít. Ngày hôm nay thì mình lại có mặt tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội để tiếp tục gửi tới mọi người một video vô cùng quen thuộc trên kênh của mình. Đó là video về chủ đề ghép đôi đường phố. Và cũng sắp tới ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam. Thì đầu tiên cho mình gửi một lời chúc tới toàn thể các bạn gái thật xinh đẹp và luôn luôn hạnh phúc nha. Ok, ngày hôm nay thì chương trình của chúng ta rất là đặc biệt với một thông điệp dành cho ngày 20 tháng 10 là ân gửi nhờ hoa, trao ngọt ngào cùng IDVRAY. Thì đồng hành cùng với cả chương trình ghép đôi của chúng ta ngày hôm nay là một thương hiệu áo thun cao cấp có tên là IDVRAY. Hiện tại thì đang rất là hot trong thời gian gần đây, đã được rất là nhiều những nghệ sĩ nổi tiếng ưa thích, có thể nhắc tới như là Hoa hậu Tiểu Vy, Double Tutti hay là ca sĩ Quang Hùng Matty. Như các bạn có thể thấy là ở đây có rất là nhiều những phần quà đến từ thương hiệu IDVRAY, là những hộp hoa nha mọi người. Nhưng mà nhìn là hoa nhưng mà lại không phải là hoa. Và chính là vì cái sự độc đáo cũng như là cái sự đặc biệt đấy nên là đây hứa hẹn sẽ là một món quà vô cùng là ý nghĩa để cho các bạn nam có thể dành tặng cho một nửa của mình trong cái ngày 20 tháng 10 sắp tới. Okay. Trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta có rất là nhiều những cái mini game cũng như là thử thách với giải thưởng lên đến 400k, cùng với rất là nhiều những phần quà ở đây để gửi tặng tới các vị khán giả may mắn. Mình rất là mong là các bạn sẽ tham gia một cách nhiệt tình và sẽ có nhiều, thật nhiều những vị khán giả sẽ có thể giành được những cái phần quà từ thương hiệu IDVRAY. Ngay bây giờ thì không chần chờ gì nữa thì chúng ta sẽ đến ngay với chương trình ghép đôi đường phố ngày hôm nay nha. Let's go. Ban nãy mình cũng có mời được một bạn nữ, không biết là bạn ấy còn ở đây không. Một bạn nữ rất là xinh đẹp. Mình nhớ không nhầm là mặc một chiếc áo màu trắng thì phải. Ở đây có bạn nữ nào mặc áo? À đây có rất nhiều bạn nữ mặc áo màu trắng. Thì ban nãy mình mời bạn nữ nào tham gia chương trình ghép đôi của mình thì à đây đây này, ok. Em lên đây với anh. Mọi người có thể cho bạn nữ này một tràng pháo tay được không ạ? Ok, bây giờ mình có thể xin khán giả một tràng pháo tay thật lớn được nữa được không ạ? Đầu tiên thì em hãy giới thiệu sơ qua về bản thân mình cho khán giả được biết là em tên là gì, em sinh năm bao nhiêu và đến từ đâu nhỉ? Em tên là Mai, em sinh năm 2002 và đến từ Bắc Giang ạ. Ồ. Ở đây có ai đến từ Bắc Giang không ạ? À đây, Bắc Giang rất nhiều. Em có thể chia sẻ cho anh biết được là em đã trải qua bao nhiêu mối tình không? Nhiều quá, không đếm được. Thật là vãi trưởng. Thôi rồi, em cứ cho anh một con số khoảng khoảng đi rồi anh đếm phụ em. Bàn tay bàn chân anh có đủ không? Trên dưới 10 nghìn. Thôi thôi thôi. Anh hỏi thêm một chút nữa là cái mối tình mà dài nhất của em được bao lâu? Dài nhất được 19. Anh vẫn dài nhất là được 19 cm. Ý là bạn đấy là người Việt Nam hay là người nước ngoài ấy? Thì năm ngoái em ở Hàn Quốc nên là người nước ngoài anh ạ. À Hàn Quốc à? Anh không nghĩ là ra Hàn Quốc là có khả năng đấy đâu. À, dài tây. Ok. Thế cái mối tình mà ngắn nhất của em, trong ngắn nhất của em là bao lâu? Tầm 1 tuần ạ. Một tuần rồi. Tôi chưa gặp cái trường hợp nào. Ok, thế là em độc thân bao nhiêu lâu rồi nhỉ? Chắc tầm 30 ngày ạ. Chắc tầm 30 ngày ạ. Cảm giác nó nhức nhức cái đầu. Tôi độc thân 30 ngày thôi á? Lâu mà anh, 30 ngày là lâu rồi. À, đã lâu rồi. Ok. Em có thể chia sẻ về mẫu người yêu lý tưởng của em ngày hôm nay, em muốn tìm kiếm một chàng trai như thế nào không? Gu của em là gì? Hồng Hải Nhi anh ạ. Sao bây giờ các bạn nữ này cứ thích Hồng Hải Nhi nhỉ? Em có thể chia sẻ lý do là Hồng Hải Nhi có cái gì thú vị mà em lại thích Hồng Hải Nhi thế không? Trẻ nên là khỏe anh ạ. Trẻ nên là khỏe. Nó ở cái tập à, trẻ nên là khỏe. Thế em không nghe cái câu là rừng càng già càng cay à? Em cay nhiều hơn, cay lắm ấy. Giờ thích trẻ khỏe. Giờ thích trẻ khỏe hơn đúng không? Nhân đây thì em có thể gửi một lời nào đấy dành cho tất cả các Hồng Hải Nhi đang xem video. Tất cả các Hồng Hải Nhi
Hà Nội hôm nay đẹp nhất về đêm, đời chị đẹp nhất có thêm em vào. Mời đến, mời đến. Một tràng pháo tay cho câu giải thính vừa rồi đúng không ạ? Ok, chia sẻ như thế là anh thấy là có lẽ là em cũng đã tạo ấn tượng khá là mạnh đối với các bạn nam ở đây rồi. Thì bây giờ tôi sẽ cho khoảng cỡ 30 giây đi. Bạn nam nào mà thích cô gái này, cảm thấy đây là gu của mình thì giơ tay lên xong rồi mình sẽ dẫn lên ạ. A few moments later. Một lát nữa thì chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái mini game dành riêng cho các cặp đôi nha. Thì các chàng trai có thể lên đây và tận dụng cơ hội để có thể mang những cái phần quà này về dành cho người yêu của mình. Mình có thể show phần quà ra cho mọi người có thể thấy. Nhìn thì nó sẽ là giống như kiểu là một bó hoa nhưng mà thật sự thì nó lại không phải là hoa. Nó là áo và là áo cặp ạ. Ok, chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân trước nhá. Em xin chào mọi người. Chào bạn nữ, mình tên là Hoàng, mình 203. Mình đến từ Lai Châu. Mọi người chào Hoàng một tràng pháo tay được không ạ? Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Xin chào mọi người, em tên là Đức, em sinh năm 2007. Cái danh của em là Thợ Săn Thần Tiết Tỷ Tỷ. Thật tình cờ và thật bất ngờ, Thợ Săn Hồng Hải Nhi lại gặp Thợ Săn Thần Tiên Tỷ Tỷ. Thật là vãi trưởng. Thế anh có thể hỏi em một chút là trong cái list săn mắt của em là em đã có bao nhiêu Thần Tiên Tỷ Tỷ rồi nào? Em chắc cũng phải trên dưới 20 người. Mày đừng có bốc quét. Mày đừng có bốc điêu đi. Nào bây giờ nói nghiêm túc này, em đã yêu bao nhiêu người hơn tuổi mình rồi? Chắc khoảng 5 người. Cái mối tình lâu nhất của em với Thần Tiên Tỷ Tỷ là bao lâu? Chắc tầm 1 tuần anh ạ. Thế còn em thì sao? Em có thể chia sẻ về mẫu yêu lý tưởng của em. Em thích một cô gái như nào? Em thích là con gái là được. Em đang ế. Ế bao lâu rồi ạ? Mà vã thế? Em 2 năm rồi. 2 năm? 2 năm nghĩa vụ anh ạ. À 2 năm nghĩa vụ. Thế trước đấy cái lúc mà trước khi đi nghĩa vụ có người yêu không? Không ạ. Trước khi mà chúng ta đến với phần lựa chọn ấy, chọn ra một người để vào vòng chung kết để ghép chính thức với bạn nữ này, thì anh muốn là hai bạn sẽ, mỗi người sẽ nói với bạn nữ này một điều gì đấy, có thể là một câu thả thính hoặc là bất kỳ một cái điều gì đấy mà nó kiểu như là nó tình cảm ấy cho cái lần đầu tiên gặp mặt này nhá. Em hỏi chị là gái, chị tên là gì ạ? Chị tên là Mai. Em xin tặng chị một câu này. Gọi em là rùa tại vì em không thể sống thiếu Mai. Được, câu này hay. Nào, phản nam lại. Xin phép phản nam lại. Em tên là gì? Em tên là Hoa. Em ăn cơm chưa? Chưa. À, ok, đi hết rồi. Ý là mình giả thính xong rồi hả? Kiểu gì? Thế bên kia là chơi cái bài là cực mạnh thì mình chơi kiểu cực nhạt cho nó tạo điểm nhấn đúng không? Đúng. Ok, được rồi. Thế thì nếu như mà chúng ta không có thêm bất kỳ một cái câu nào dành cho bạn nữ nữa thì chúng ta sẽ đến với phần lựa chọn nhá. Trước khi mà chúng ta đến với phần lựa chọn ra một bạn thì mình muốn là xin ý kiến khán giả nhá, để xem là khán giả sẽ vote cho bạn nam nào hơn. Bạn nào mà thích chàng trai 2K7 này thì vỗ tay ạ. Thế bạn nào mà thích chú bộ đội thì vỗ tay ạ. Ok, thế rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ đến phần lựa chọn nhá. Em chỉ được chọn một người thôi nhá. Anh sẽ bắt đầu đếm nào. 5 4 3 2 1 lựa chọn nào. Đoạn này đúng là nhạc nó sẽ lên là không thấy vui trong lòng. Nào bây giờ em có thể chia sẻ cảm xúc của bản thân mình khi mà kiểu như bạn đấy nhấp em ấy, xong rồi kiểu như là chọn bạn bên cạnh không? Em cũng tưởng là em sẽ được chọn nhưng mà đây gọi là chiêu đồ tình cảm của em. Sao em ạ? Chọn lựa của em là tuyệt vời nhất, em cứ chọn đi, không sao. À không sao đúng không? Tuyệt vời của em mà, tuyệt vời. Một tràng pháo tay thật lớn để chọn chú quân đội đúng không ạ? Anh tin chắc rằng là ở phía dưới đây là có rất là nhiều bạn nữ đã có gọi là cảm tình, ấn tượng tốt đối với em. Anh tin là trong thời gian sớm thôi em sẽ có người yêu nhá. Không thấy vui trong lòng. Anh nhớ lúc tôi ở trong căn phòng. Anh có thể hỏi lý do tại sao lúc đấy mà em kiểu như là em đã, anh tưởng là em đã chọn chú quân đội rồi, nhưng mà em lại giơ tay giơ bàn này lên là sao?
em cũng định chọn chú bộ đội đấy, nhưng mà lúc em thử lòng hai người thì bạn bảo là thợ săn mình không chia mồi nên là em sẽ chọn thợ săn. À, hóa ra bạn ấy là thử lòng người đúng không? Ok, ấn tượng đầu tiên của em khi mà gặp bạn nam này em thấy như nào? Quá đáng anh ạ. Quá đáng yêu. Này không mấy thì thôi cho hai đứa đi về luôn để khỏi phải ghét nữa. Tức là ấn tượng của em sao? Em có thể chia sẻ ấn tượng đầu tiên em gặp Tầm Tiên Tỉ Tỉ của em cảm thấy như nào không? Em thấy kỳ. Kỳ nào mới được lấy chị về làm vợ? Hai cái đứa em cứ thả ra tính cao và tính lại nhỉ. Rồi bây giờ hai bạn sẽ cảm nhận về nhau bằng cách là hai bạn sẽ chạm mũi vào nhau trong vòng 10 giây. Em sẽ đếm. Chạm mũi thôi nhớ thợ săn. Mày không được là ăn mồi luôn đâu. Ok, nào bắt đầu chạm mũi vào nhau nào. Cảm xúc như nào? Cảm thấy bây giờ không có từ nào để tả, chỉ muốn bế chị về luôn. Đúng là con trai của ta. Con nhắm là bế được không nào? Chắc chắn ạ. Thế rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một phần mini game nho nhỏ. Phần này thì mình muốn là sẽ có cái sự tương tác cũng như là sự tham gia của tất cả các bạn khán giả nữa. Bây giờ em xin phép sẽ phổ biến về thể lệ cuộc chơi nhá. Thể lệ trò chơi mini game của chúng ta sẽ như sau. Các bạn nam sẽ bế người yêu của mình lên. Và swap, tức là đứng lên ngồi xuống ấy. 5 cái, được không ạ? Ok, nhất trí thì vỗ tay cái nào. Ok, bắt đầu. Hãy bế công chúa của mình lên nào. Ôi trời ơi, cứu tôi, cứu tôi trời ơi. Vội thế anh. Rồi ok, nào tôi bắt đầu đếm nhá. 3, 2, 1 anh em bắt đầu nhá. Ôi cái này bạo lực quá, nhẹ nhàng thôi. Nào 3, 2, 1 bắt đầu ạ. 1, chúng sâu vào. 2, 3, 4, 5. Ok, được rồi, ok. Rồi thả công chúa của mình xuống. Ông này là mạnh thế. Mọi người có thể cho tất cả các đội đều chào tay thật lớn được không ạ? Ok, cảm ơn khán giả rất nhiều. Vừa rồi thì các bạn nam cũng đã hoàn thành rất là xuất sắc. Sau đây là nhã nàng xin gửi tặng những cái phần quà gửi tới tất cả các cặp đôi nhá. Cảm ơn các bạn đã tham gia một cách rất là nhiệt tình ạ. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cho em hỏi một chút là anh chị yêu nhau được bao lâu rồi ạ? Mình quen người yêu mình được khoảng được 2 năm rưỡi rồi. Thế bây giờ mà để dành tặng một cái lời nào đấy, một cái điều gì đấy thật tình cảm tới người yêu của mình thì anh muốn nói điều gì với cả người yêu của mình ạ? Sau 2 năm rưỡi yêu nhau. Đối với mình thì quan trọng nhất là thể hiện bằng hành động. À, nói đơn giản nhất là làm vợ anh ạ. Làm vợ anh nhé. Vỗ tay. Thế là anh tính là khi nào cưới đây? Đối với mình thì quan điểm là càng nhanh càng tốt. Càng nhanh càng tốt. Thôi thế thì em mong là trong thời gian gần nhất, trong năm nay đi, thì em sẽ nhận được thông báo là kiểu anh chị đã chính thức kiểu kết hôn với nhau ấy nhá. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Nào bây giờ chúng ta đến với cặp đôi thứ hai nào. Mình cũng hỏi một câu tương tự. Hai bạn yêu nhau được bao lâu rồi ạ? 2 tiếng rưỡi. 2 tiếng rưỡi. Ảo thật đấy. Thế này tôi nghi cái lý do mà ông này phải đeo khẩu trang lắm này. Thế là hôm nay là đi đa te với nhau đúng không? Kiểu vậy. Thế bây giờ nào để nói một cái lời nào đấy thật tình cảm với cả cô gái này. Trong cái khoảnh khắc này thì em sẽ muốn nói điều gì? Trong khoảnh khắc này thì chị là tuyệt vời nhất. Chị Lị con này khá và rõ. Chị là tuyệt vời nhất, thế tức là cũng là Thần Tiên Tỉ Tỉ này. Cũng là Thợ Săn Hồng Hải Nhi này. Sao nó lây nhanh thế nhỉ? Nào bây giờ chúng ta đến với cặp đôi tiếp theo ạ. Cũng một câu hỏi tương tự, hai bạn yêu nhau được bao lâu rồi ạ? Em qua bên nhau được 7 ngày. Ơ 7 ngày? Trong cái khoảnh khắc này thì em muốn nói điều gì với cả người yêu của mình? Em chỉ muốn nói là em rất yêu chị. Mình cũng lại yêu chị luôn. Căng nhờ. Cũng Hồng Hải Nhi luôn. Sao nó lây nhanh thế không biết. Thế là Thần Tiên Tỉ Tỉ này là hơn em bao tuổi đây? Chị Tỉ Tỉ là 201, em thì 206. Thật là vãi trưởng. Đẳng cấp trời mây ấy. Chỗ này cũng cách nhau 5 tuổi, đây cũng cách nhau rồi. Quả kia cách nhau mấy tuổi? 4 tháng á?
À, ok. Và em chỉ muốn là mỗi đêm chú mình ba cái thôi em. Cái gì nói lại anh nghe không rõ. Và em chỉ mong chế yêu em lâu và mỗi đêm ba cái là được rồi. Mỗi đêm ba cái. Anh bắt đầu tin câu nói của em về trẻ là khỏe lắm. Mỗi đêm ba cái được. Đúng là thầy là thầy tất cả. Thế em có muốn nói điều gì với cả Hồng Hải Nhi của mình không? Khỏe quá em không biết nói gì anh ạ. Khỏe quá nên là không biết nói gì luôn. Em chỉ biết câm nín thôi đúng không? Ok, chúc các em hoàn thành KPI. Nào, chúng ta đến với cặp đôi cuối cùng nào. Cũng một câu hỏi tương tự, các bạn yêu nhau được bao lâu rồi ạ? Mình hiện tại hôm qua là vừa kỷ niệm xong năm. Chúc mừng các bạn nhá. Mong rằng là sẽ có thật nhiều những cái kỷ niệm nữa như thế nhá. Nào, thế bây giờ trong cái khoảnh khắc này, chúng ta bắt đầu ngày đầu tiên của năm thứ hai, thì bạn Nam muốn dành tặng điều gì cho người yêu của mình ạ? Nói chung là cũng không có gì nhiều, cũng chỉ muốn là cũng có ý định muốn là sẽ về chung một nhà. Mình cũng muốn cầu hôn luôn đấy không? Thôi à? Tại giờ chị cũng ngại. Ô lại chị nữa. Thế là thần tiên tỷ tỷ này là hơn bạn bao tuổi nhỉ? 5 tuổi luôn. Ảo thật đấy. Sao cái này nó lây nhanh thế nhỉ? Ok được rồi, không sao. Tình yêu mà không quan trọng tuổi tác. Đó, mình cũng chỉ mong là các bạn, tất cả các bạn ở đây sẽ luôn luôn được hạnh phúc nhá. Mong rằng là các bạn đã có một cái trải nghiệm thật sự là vui vẻ với cả chương trình của mình nhá. Bây giờ mời các cặp đôi về lại chỗ ạ. Nãy là thấy bé là cũng ok đấy. Mà cố gắng như thế thì có xứng đáng được thưởng không ạ khán giả? Nào bây giờ mình đếm 1, 2, 3 nhá. Mọi người hãy nói là muốn thưởng cái gì nhá. 3, 2, 1 thưởng cái gì ạ? Thì bây giờ anh sẽ bịt mắt em lại. Sau đấy là bạn Nam muốn hôn vào chỗ nào thì hôn. Không biết gì như vậy mà đừng có dám làm. Bây giờ anh cho em được lựa chọn vị trí đấy. Em muốn hôn vào đâu thì em hôn. Bạn nữ đứng yên nhá. Sao đấy, cái cảm giác của em mà khi mà người ta chạm vào mà em không biết là người ta chạm vào đâu ấy. Em cảm thấy như nào? Xúc động rơm nước mắt anh ạ. Xúc động rơm nước mắt. Có run không? Sướng anh ạ. Ok được rồi, bây giờ thì hai bạn hãy quay lưng lại, áp sát lưng vào nhau ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần quyết định cuối cùng. Các bạn cũng đã có một khoảng thời gian được trải nghiệm, được nói chuyện cũng như là tìm hiểu về nhau, cũng sơ sơ ở xương xương rồi. Thì nếu như mà các bạn cảm thấy rung động bởi đối phương, muốn cho đối phương một cái cơ hội, cho cả hai một cơ hội để tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc, thì các bạn sẽ quay lại. Quay lại ở đây không phải là các bạn trở thành một đôi luôn nhá, không phải là yêu nhau luôn, mình không thể yêu nhau mà nhanh như thế được. Quay lại ở đây chỉ là mình cho nhau cơ hội để tìm hiểu nhau một cách nghiêm túc thôi. Nên là các bạn cứ thoải mái nhá. 10 9 8 7 6 5. Mọi người có thể dành cho cặp đôi này một tràng pháo tay để các bạn có thể quay lại được không ạ? Ok, cảm ơn khán giả rất nhiều. 5 4 3 2 1 Quyết định nào! Điều gì đã khiến em quay lại? Em đi săn Hồng Hải Nhi mà anh. À, em đi săn Hồng Hải Nhi mà. Được. Mong rằng em sẽ có một trải nghiệm thật sự thú vị và cũng như là hai bạn sẽ có những cái phút giây thật sự là lãng mạn và hạnh phúc với nhau nhá. Mong rằng là trong thời gian sớm nhất các bạn sẽ thông báo với cả chương trình là các bạn đã trở thành một đôi chính thức. Nào bây giờ hai bạn đứng cạnh nhau đi ạ. Trước khi mà chúng ta nói lời tạm biệt với nhau thì anh cũng thay mặt cho nhãn hàng có những phần quà gửi tặng cho các bạn nhá.